Xin chào quý vị đến với chương trình Chuyện phố phường thứ tư. Thưa quý vị thấy hôm nay là chúng tôi vẫn có mặt ở Anh Dũng với chị Trang Thanh Lan vẫn chưa trở về được, chị đang đi công việc thưa quý vị, và chị bận việc riêng của chị trong mấy tuần, 2-3 tuần luôn mà. Không, nhưng mà thứ sáu chị về, thứ sáu chị lên show xong rồi chị đi tiếp. Tức là cứ đi thôi kệ. À hả, thôi kệ đi. Không khe. Ráng vui là chị khổ là em chị ơi. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn đến và cảm ơn anh Dũng, chị Trang Anh Dũng, anh chị anh Trang anh Dũng, Trang Thanh Dũng, Trang Thanh Dũng, à, Trang Thanh Dũng đã đến cứu giúp đời tụi em. Cảm ơn chương trình đã có lời mời và cũng xin kính chào quý khán giả của Chuyện Phố Phường. Anh ơi, mấy ngày nay tình hình chính trị rồi thời sự cũng đang căng thẳng lắm mà coi như anh lên đây anh ngồi anh giải stress. Không phải đâu, trời ơi, lo lắm đó. Ngồi làm cái chương trình này, quý vị biết không, chương trình này thường thường là thâu buổi chiều từ 2 giờ cho đến 3 giờ mấy, 4 giờ, mà cái giờ đó là cái giờ cao điểm mà Dũng phải thỏa soạn tin buổi chiều. Thành ra cũng rất là căng thẳng. Căng thẳng nhưng mà vô đây ngồi đó bảy chút xíu rồi hết căng thẳng. Không, chương trình này nó rất là thoải mái nha. Nó làm cho mình đúng rồi xả stress, mình đỡ lo, xả stress nhiều hơn. Giống như bữa quý vị nhớ bữa thứ hai chúng tôi đã giờ mời chị Nhận Hạ lên đây ngồi mà nói mà chương trình về phim đó, nói xong cái mình về mình vẫn rất là bâng khuâng mà vẫn thích nha anh. Đúng em rồi. Coi cái trailer đó tới cái trailer lui mà em rất là mong đi coi là tự gì coi một bộ phim mà cái âm nhạc á, em công nhận á, chị Nhận Hạ chị hát những cái bài trong phim đó mới có nghe một hai bài nghe thoải mái ghê hay ghê á, nghe rất là dễ chịu đúng không, dễ chịu đó, khác hẳn cái bộ phim đó, hình như là đắt hàng là nhờ để về mà không biết sao. Lưu có để ý không, tôi nghe mấy cái bài hát đó thường Nhận Hạ hát tôi có nghe trên CD của Nhận Hạ rồi, nhưng mà khi mình xem nó trong cái bộ phim nó có một cái hiệu ứng khác. Đúng rồi đó anh mà đầu tiên em nghe em nói ủa giọng của Nhận Hạ mà ta, nhưng mà sao nghe nó khác khác. Mình cảm giác vậy đó. Mình nghe mình thấy nó thoải mái. Quý vị nhớ nha quý vị, 29, 30, 31 là còn có mấy ngày nữa thôi, tuần lễ nữa thôi. Quý vị nhớ là bộ phim sẽ được công chiếu tại Hoa Kỳ đó, trên khắp toàn cõi Hoa Kỳ. Quý vị nhớ đến xem cái bộ phim A Fragile Flower. Quý vị nhớ cái bộ phim tên là A Fragile Flower để quý vị ủng hộ. Mà quý vị đến đông trong 3 ngày đầu và trong tuần lễ kế tiếp thì bộ phim này sẽ được đề cử vào giải Oscar năm 2025 với hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Quý vị nhớ nhé. Phim nói tiếng nước ngoài đó. Nói tiếng nước ngoài đó. Hy vọng là như vậy. Dạ, mời quý vị một lần nữa ghé đến rạp vào ngày 29, 30 và 31 tháng này. Chị Linh, vô tên đi chị Linh. Vô liền hả? Bữa nay không có chị La, bữa nay không có chị La nó ngồi chọc cho chị La này kia thôi. Thường thường là phải chọc chị La trước phải không? Cái này là cái bản tin này nó nói về cái việc mà cái già hóa, lão hóa của người Nhật đó anh. Từ vì bây giờ cái dân số của người Nhật càng ngày người ta càng lớn tuổi mà cái người trẻ thì không có nhiều. Tự vì họ không có con, họ sống độc thân rất là nhiều, không có đẻ nhiều. Dạ. Đó. Chính phủ đang khuyến khích người ta đẻ nhiều con, dạ, người ta có thưởng nữa đó. Mà người ta không đẻ từ hồi bao nhiêu năm trước rồi, thành ra bây giờ ở Nhật Bản á nó thiếu người lao động, và coi như những người già đó thì người ta cũng cần tiền rồi này kia, mà người ta cũng đâu có con cái gì đâu. Thí dụ vậy đi, không có con cháu, họ bây giờ đó họ đi xin việc làm, 65% người Nhật mà đi xin việc làm là người lớn tuổi, từ 65 tuổi cho đến 70-80 tuổi cũng vẫn xin việc làm, họ vẫn đi làm việc được full time luôn đó anh. Tức là họ không chịu về hưu. Họ không chịu về hưu, tự bản thân họ cũng có khó khăn luôn biết không, mà cái công ăn việc làm thì nó cũng là thiếu người. Em nghe nói bên Nhật chi phí cao lắm anh. Một cái ký gạo mười mấy đô á. Em mới nghe nói bên Nhật chi phí cao lắm. Chi phí cũng cao. Hồi đó em ghé sân bay mà em mua orange juice em uống mà em tiếc tiền á, 5-6 đô một ly cam, nước cam nhỏ xíu. Là sushi mà ăn với cái gạo sushi nó chắc mắc lắm. Mắc lắm. Chắc ở bên Nhật cái gì cũng mắc em hết trơn. Em nghĩ mắc lắm. Mà chẳng Nhật mà em thấy bạn em nó ở Hàn Quốc, nó cũng nói ở Hàn Quốc á anh, quần áo đồ cũng rất là mắc tiền luôn. Mắc hơn tại sao đồ Hàn Quốc bên này mình bán thấy rẻ mà. Thì đó, nhưng mà ở bên Hàn Quốc thì nó là mắc, nơi, rất là mắc luôn. Hàn Quốc ở bên đây hình như là Hàn Quốc mà được làm ở đâu anh? Hàn Quốc mà được làm ở kế bên Hàn Quốc á, Sài Gòn á. Bên Hồng Hàn Quốc. Hồng. Trong cái khu Hàn Quốc ở Sài Gòn á, rất là ghê. Bạn em ở Việt Nam á, quý vị biết không, làm hả, coi như là họ giàu lên nhờ làm Adidas nè, áo thun Adidas rồi đủ các loại áo hàng nhái đó, mà làm đẹp lắm, đủ kiểu, thậm chí còn đẹp luôn, làm tại Việt Nam, làm bán cho thị trường Việt Nam thôi, nó làm ở Sài Gòn thôi mà làm bán khắp quốc gia, mà đều tự gì cái mẫu mã rất là đẹp.
không thua gì, chứ không phải là giống như hàng hồi xưa đâu. Đúng hồi rồi. Xưa mà mấy đồ 6666 đó là giờ là xưa rồi. Ừ. Không đúng rồi em. Bây thấy... giờ là cái kỹ thuật nó ghê nhưng mà lắm. Cũng mắc lâu à, chứ không có rẻ đâu nha. Không, không có mắc rẻ, tức là nó rẻ hơn so với hàng thiệt nhiều lắm. Trời ơi, à cái đó là em nói là hàng giả, nhưng ừ. mà cái hàng mà trung bình mà mình mua rồi này kia nọ đó, mà mình kiểu như là hàng mà nó hơi thời trang chút xíu đó, ừ. em thấy mắc á, còn cũng gần bằng như bên Mỹ vậy đó. Ví dụ như mình đi mua món đồ của mình ở mấy cái tiệm bình thường, rót riết rồi đi nha, ừ. thì cũng có mười mấy đồng cái. Nhưng ở Việt Nam đó, em mua nhiều cái áo đầm nó cũng lên cái giá đó luôn. Ồ, oh. ừ, anh Dũng không phải là vậy. Anh Dũng sống thành phố nào vậy? Đà Lạt. Ở đây thì ở Fountain Valley. Ồ trời sang trọng quá chị. Huntington Beach. Trời mấy người sang trọng quá. Cái gì vậy? Tự gì không? Ở thành phố Garden Grove thưa quý vị, họ đang có một cái tin đó là hễ người nào mua nhà lần đầu đó, chưa làm chủ một căn nhà, mua nhà lần đầu 3 năm nay không làm chủ căn nhà thì có thể được vay 110.000 để Ủa, mua cái nhà. Cái vụ đó hình như cũng lâu rồi mà. Không, bây mới cho lại nữa. Mọi nước là khó lắm. Ừ. Bây giờ nó cho lại là 110.000 mà vay lần đầu tiên mà lợi tức 0%. Là tức là được cơ bản 110.000 nữa. Đúng còn rồi. Ai muốn vay thêm thì bắt đầu kiếm tiền lời lên hả? À, cái này là không làm chủ căn nhà trong 3 năm nè. Căn nhà muốn mua phải nằm ở Garden Grove và mua phải ở chứ không phải là cho mướn. À. Và chi phí nhà cửa không được quá 45% lợi tức của gia đình. Tức là sao? Tức là chi phí thí dụ như lợi tức của mình tiền nhà. Tức lợi tức mình khai 1 năm 60.000 đi thì cái lợi tức của mình xài đó không được quá 45% đó, tức là tiền 45 chi phí nhà cửa đó. Tức là mình không xài được quá 20 mấy ngàn. Đó tức là chi phí nhà cửa không có được trả nhiều hơn cái đó, tức là không có nợ nhiều hơn vậy đó. Em thấy cũng khó lắm, từ nhà bây giờ đây cả triệu đô la. Có cái gì mà dễ đâu. Mượn cho mượn 110 chứ mình phải mượn thêm 400-500 nữa. Thì thí dụ như vậy thì đủ tiền để mua một cái mobile home hoặc là một cái condo 500-600 ngàn. Tại vì bây giờ nhà thì nó mắc thật. Nếu mà mua condo không biết đó, nên là quên mobile home nó có nằm trong cái đây không. Nhưng mà mua mobile home cũng phải đóng tiền nhà. Nhưng mà nếu muốn biết thêm chi tiết thì tìm về đâu? Muốn biết thêm chi tiết ở thành phố Garden Grove nè. Lợi tức không được quá 80.400, nhà phải có 2 người, lợi tức không được quá 91.800. Nhà có 3 người lợi tức không được quá 103 người, nhà có 4 người lợi tức không quá 114.000, nhà có 5 người không quá 124.000, 6 người 133.000, 7 người là không được quá 142.000, 8 người 151.000. Phải đặt cọc trước 3% và dự hội thảo với cơ quan được Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị chuẩn thuận. Có thể tìm danh sách những cơ quan này trên trang web Garden Grove City of Organization. ORG đó hả? ORG đó. Được mà. Thì tôi muốn biết thêm chi tiết thì quý vị trả góp đây, 30 năm không cần trả tiền. Đây là một cái tin rất là quan trọng quan cho trọng. Các bạn trẻ mới ra trường bắt đầu ta đi mua nhà. Chứ bây giờ mình đi mua nhà là 30 năm sau là chết cha nó rồi thì cũng trả nhà cho ai hết chị ha. Không đúng có được rồi. Mua nhà nữa. Tới cái tuổi nào đó mình không có nghĩ là mình không có nên mua nhà được nữa, trừ khi chúng số đắt. Thì tại vì luôn có mấy căn rồi thì luôn không em không có căn nào. Bậy đó. Em không có căn nào luôn á. Em nghèo lắm. Nghèo. Thiệt mà. Chúng tôi luôn không có một căn nhà nào nha quý vị. Khi nào mở tiệm kiếm hoang vậy? Hả? Khi nào? Nghèo bao nhiêu tiền đổ vô bao tiệm nhiêu kiếm hoang? Bao nhiêu đổ vô mấy cái tiệm? Khi nào mở tiệm? Cuối năm. Chúc mừng nha. Nhà nghèo. Nhưng mà em nhất quyết không mua nhà. Em tính cái tuổi của mình đó, mua nhà đó là 20 năm chết 30 năm trả xong là vừa đủ chết. Nên thôi. Đúng rồi. Trả vậy xong là một người một cái quan điểm về cái tức bây giờ anh nghĩ là anh có vợ con đúng không? Anh con cháu anh phải để nhà cho con cháu anh. Còn thí dụ không. Người ta nói mình không phải là mình mua nhà mình để đó mà để nhưng mà mình đầu tư. Thí dụ bây giờ cái tiền nhà mà mình trả mỗi tháng thay vì mình đi mướn đó thì mình làm giàu cho cái người chủ nhà đó. Bây giờ anh, cái nhà mình làm chủ mình trả cái tiền mỗi tháng thì là cái tiền nó anh nên nhớ từ 5 cho tới 10 năm đầu mua nhà đó vẫn là phải trả tiền lời đó cho tiền đúng lợi rồi. Thì đúng lời rồi. Only. Đúng cả rồi. 10 năm đầu á nên nó rất là cực. Thì đúng là mỗi người cái mỗi một cái có. Khác em á thì em cũng nghĩ từ lâu rồi em cũng không có ý định như mua nhà tự vì nó sẽ áp lực cho mình nhiều lắm. Áp lực cho mình đúng nhiều rồi. Bình thường đã áp lực rồi. Rồi mình phải dính căn nhà mình phải trả đó, tiền đủ thứ đó. Trong khi nếu mình thiếu nhà mình không có tiền mua nhà thì mình đi mướn nhà nhỏ hơn rồi không có tiền nữa đó, mướn phòng. Đúng rồi, em với Lu giống vậy. Thôi như vậy thì nếu em cảm thấy mà em không đủ thì em sẽ dọn xuống cái nhà nó ít hơn vậy nếu mà em không đủ. Như vậy là em và chị Mỹ Linh sẵn sàng coi như là mình sẽ sẵn sàng tóm gọn lại là dâng hiến tiền cho chủ nhà. Và để còn cái tiền dư ra thì để mình mở tiệm kim hoàn. Anh cho một chuyện cười đi. Không có chuyện cười. Anh đừng có nói chuyện kim hoàn với em nữa. Nói chuyện gia đình.
cũng là chuyện tôi lượm lặt nha. Facebook không biết là có quý vị nào xem rồi thì bỏ qua. Nay có thằng con nhỏ đó, thằng đó nó cũng năm nay cũng hăm mấy rồi, thì nó cũng hồi nào giờ ông già nó nhà cũng nhắc là hoài, mày đi lấy vợ mày ơi, tầm ngồng đi chơi bời hoài à. Thì nó cứ ra thì bác cứ để đó con, từ từ ngày nọ đẹp trời tự nhiên nó chạy sọc vậy đó, ba cũng muốn lấy vợ. Ông dòm nó lát cái ông nói mày xin lỗi đi. Thằng này nó kỳ, nó dòm ổng dòm nó mày xin lỗi đi, nó dòm nữa, nó lắc đầu, nó mắc gì tao biểu mày xin lỗi, nó cũng không nói gì, nó cứ dòm ba con có làm cái gì đâu, tao biểu mày xin lỗi thì mày xin lỗi đi, mày cứ đi xin lỗi không. Nó nói dạ tôi xin lỗi. Nó nói vậy mới trưởng thành nha con, khi nào mà mày biết xin lỗi mà không, mày không có lỗi gì để mà mày xin á, mà mày biết nói xin lỗi mày lấy vợ được. À được á, có lý hả? Hồi nãy mình cứ tức là hết giờ lấy, hết giờ khi nào mà về mà bà xã bà có làm gì đi chăng nữa mà có giận mà cũng xin lỗi em mới lấy vợ được. Và mới hỏi tao còn hỏi mày câu này nè, mày có biết không? Nó thì ba hỏi cái gì ba hỏi đi. Nó mày trả lời được câu này thì mày lấy vợ cũng được. Nó người ta có cái câu là con gì mà hay nói mà lâu già, cơm ăn thì kít, cơm ăn thì ít mà miệng thì kêu tiền tiền, đó là con gì? Con vợ. Vợ. Mày lấy vợ được rồi. chị Linh giống gì không? Không, chị khác. Chị không có, không phải vậy. À vậy hả, còn hơn vậy. Xin lỗi. Bây giờ để chúng tôi lưu giới thiệu đến quý vị những cái sở thương mại đầu tiên đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là show nhạc của Hoài Tâm, còn 4 ngày nữa là tới rồi thưa quý vị, cuối tuần này thứ bảy, thưa quý vị, ngày 23 tháng 3 năm 2024 tại Sài Gòn Grand Center, tức là Sài Gòn Performing Arts, show nhạc Nụ Cười Vàng sẽ được bắt đầu lúc 1:30 trưa và 7:30 tối, hai suất hát với sự góp mặt của các danh hài Bảo Liêm, Việt Hương, Hồng Đào, Minh Nhí và Hoài Tâm, hợp cùng một dàn nghệ sĩ hài bước ra từ Next Comedian của Hoài Tâm tổ chức. Thưa quý vị, chương trình này được thu hình cùng với sự góp mặt phụ diễn của các ca sĩ Hạ Vi, Ngọc Hạ, Andy Watt, Tim và còn thêm một số người nữa như Giáng Ngọc, vân vân. Thưa quý vị, trong một cái chương trình đặc biệt mà quý vị thấy rằng lần đầu tiên chúng ta sẽ xem một cái buổi mà hài nhiều hơn là ca, ca chỉ là phụ, hài là chính, chương trình rất là vui. Và vé đang có bán tại Tân Tú Quỳnh, thưa quý vị. Quý vị còn những cái vé cuối cùng của chúng tôi, nhất là suốt buổi trưa đó, quý vị phải đến Tân Tú Quỳnh mua ngay. Và hình như là cái buổi cuối cùng này đó, chúng tôi luôn được biết là nếu quý vị mua vé ngày hôm nay sẽ được 20% off, 20% off cho suốt buổi trưa only. Quý vị nhớ đến nhé, suốt buổi trưa only 20% off để quý vị có thể xem một show nhạc rất là vui vào cuối cuối tuần này tại Sài Gòn Grand Center. Tiếp theo là công ty của Thúy Nga Paris với hai sản phẩm. Đầu tiên là Fukoiden Sukoi Okinawa Nhật Bản, thưa quý vị. Với hàm lượng Fukoiden cao nhất hiện nay, giúp tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu, cũng như là ngăn chặn di căn và giúp cho những người bị bệnh máu không đông. Sản phẩm thứ hai của họ là Okinawa Corella Real Nhật Bản Okinawa, được trồng trong môi trường thiên nhiên bằng nước suối tinh khiết và ánh nắng tự nhiên của miền nhiệt đới, cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, tẩy độc gan thận và máu, đặc biệt nhất là giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân chì ra khỏi cơ thể, sắt chì thủy ngân ra khỏi cơ thể rất là quan trọng. Chúng ta có thể dùng loại này, một hộp chỉ có 30 Mỹ Kim mà thôi. Còn cái Fukoden của Thúy Nga thì 250 đồng, quý vị có thể gọi vào thuyngashop.com hoặc là vào gọi số phone đang hiện trên màn ảnh để mua sản phẩm tuyệt vời của trung tâm Thúy Nga. Tiếp theo thưa quý vị, đó là DMG Gem Arizona với những sản phẩm đặc biệt về Masonite Arizona. Đầu tiên Masonite Arizona 500 đồng 1 carat, 1.002 carat, 2.004 carat. Đây là một loại đặc sản của Arizona, cứng như kim cương và tuyệt chạm khắc đến 340 giá kết. Nó sáng ngời, sáng rỡ và được bảo hiểm trọn đời khi mua, cũng như mua một viên được tặng một viên cùng cỡ A5 đang thông dụng trên thị trường. Họ cũng đang có một loại gọi là Lab
Moissanite là gồm có lab diamond và moissanite họ làm chung thành một cái viên nó cũng cứng cáp và đẹp như vậy, với giá 700 một carat, 1400 2 carat. Và quý vị ơi, nếu mà quý vị mua những cái viên kim cương như vậy thì Moissanite Arizona đang có chương trình đặc biệt lắm. Quý vị mua một chiếc nhẫn 18 carat kiểu Italia với hộp Moissanite Arizona rất là tuyệt đẹp, giá từ 2500 trở lên, quý vị có cơ hội được tặng một hoặc hai carat kim cương lab. Thưa quý vị, mua nhẫn Moissanite mà được tặng kim cương lab, đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, quý vị phải gọi cho chị Helen với số phone hiện trên màn ảnh để quý vị có thể mua sản phẩm này. Quý vị cũng có thể vào trang DMG James YouTube Official để được tặng quà, để được xem các chương trình game show vân vân. Và quý vị tại miền Nam California có thể đến với Tân Tú Quỳnh ở địa chỉ 9583 Bosa Avenue với số phone 7146127309 để xem tận tay dây tận mặt những cái viên Moissanite Arizona và viên lab diamond. Thưa quý vị, xin lỗi, chị lên bữa nay giới thiệu dùm cái hàng này đi. À, quý vị, công ty xuất nhập cảng Then Lê Yến đã tiên phong trong ngành yến trong nhiều năm qua. À, chúng tôi vẫn có chương trình đặc biệt giảm giá cho các lễ hội đầu năm. À, 5 chữ E yến trắng hiện hiệu Sống Vui 250g sale 540 đồng, tặng đường phèn sâm Hoa Kỳ một hộp táo đỏ nhãn Kỷ Tử, yến khô không để tủ lạnh không phơi khô, gửi hàng miễn cước phí free shipping. Quý vị đặt hàng xin gọi 7144489788 7144489788 hoặc là vào trong nhà tiệm yến .com, website thenlyyến.com. Quý vị có nên thơ nhớ là mua 10 hộp đó quý vị, giá chỉ còn có 520 đồng một hộp thôi. Giá gốc của nó là 720 đồng, bây giờ chỉ còn 540, và mua 10 hộp 520 được 10 phần quà. Và quý vị cũng nhớ là vào trang web tanleyyến.com để xem tất cả các chương trình promotion ở trong đó, còn có thêm những sản phẩm nào đang có trong đó như là hoa nghệ Tây, dược đông trùng hạ thảo nguyên con của Tây Tạng, rồi các loại giống như là nấm đông trùng hạ thảo hoặc là bào ngư vân vân. Thưa quý vị, rất là nhiều món tại đây, quý vị vào trang web thanleyyến.com. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị chị bé Hai bán trái cây. Thưa quý vị, mùa nào thức đó. À, sáng hôm nay chị bé Hai thực sự là có kêu Trung Tú Lưu ghé tiệm để lấy trái cây để tặng cho hai bà chị. Nhưng mà Trung Tú Lưu thấy chị Trang Lan chỉ đang vắng mà không muốn cho anh Dũng ăn trái cây. Nói chuyện vậy mà nói cũng được. Nói tôi muốn đứng dậy tôi đi ra khỏi nơi này. Tôi ghé ra tiệm trái cây tôi hỏi chị bé Hai có thật sự như vậy hay không. À, chị bé Hai, thật sự là Trung Tú Lưu quên ghé. Nếu mà tuần sau anh Dũng còn làm nữa thì em hứa là em sẽ tặng trái cây. Thưa quý vị, và chị bé Hai bán trái cây tọa lạc tại 8892 Bosa Avenue, nằm trong khu chợ ABC sát Búng Ban Mai, gốc Bosa và Magnolia rất là quen thuộc. Để quý vị có thể vào mua trái cây mùa nào thức ấy, rất là nhiều loại trái cây Á Châu nhiệt đới của Việt Nam đang được bán tại đây, tươi rói rói, và gửi đến quý vị sỉ và lẻ để 50 tiểu bang luôn. Vú sữa Lò Rèn cũng đang bán nguyên thùng với giá rẻ, cùng với những trái mít Thái Lan gọn nhẹ và nhỏ nhưng mà rất là thơm, cùng với những trái sầu riêng và những hộp sầu riêng xoài cát Hòa Lộc, rồi xoài tượng, rồi xoài xanh Thái Lan vẫn ngọt, rồi quýt cam bưởi vân vân, và những trái mãng cầu thanh long đỏ, và nhất là nhãn Hawaii đang trong mùa luôn. Quý vị có thể đến đây để mua trái cây với chúng tôi. À, hình như là có thêm măng cục nữa đó. Thưa quý vị phải hỏi cho kỹ nhé. Hình như là chúng tôi lâu chưa rành, nhưng mà hình như là có thêm măng cục nữa đó. Rồi quý vị có thể đến đây để mua những cái loại chả nha, chả mực, chả tôm, chả cua đó, để về ăn. Và có thể mua xuyên bang, họ gửi cho quý vị next day air. Xin gọi cho chị bé Hai trái cây tươi với hai số phone đang hiện trên màn ảnh. Quý vị chỉ cần chụp hình là đủ rồi, chụp hình lấy hai số phone gọi cho chị bé Hai trái cây tươi để mua những loại trái cây miền nhiệt đới độc đáo. À, chắc cũng nếu mà tới mùa chôm chôm đó ăn cũng đã lắm thưa quý vị. Và ổi, xoài, vân vân, cóc, đủ thứ hết. Mời quý vị đến trái cây tươi bé Hai. Bây giờ thì giới thiệu đến quý vị công ty SK của Nhật Bản với những sản phẩm đặc biệt. Hôm nay đầu tiên chúng tôi luôn phải gửi đến quý vị cái Foot Heal Mask này nè. Đặc biệt lắm, nếu quý vị bị nhức chân lỡ, chân khô, chân mà không hết đó, thì quý vị chỉ cần ngâm cái chân vô đôi vớ này. Trong đây có hai đôi vớ mà quý vị có thể dùng một bịch như vậy, một đôi và một cái chai thuốc ở bên trong. Quý vị dùng một tuần hai đôi này, chỉ cần dùng hai hộp là chân quý vị sẽ lành lặn và trở nên láng, trở thành gót chân hồng như gót chân em bé, rất là tốt, của hãng SK Nhật Bản.
Ngoài ra họ còn có shampoo và conditioner của Nhật Bản sẽ giới thiệu cho quý vị. Với chất Argan Oil là cái chất chủ đạo sẽ giúp cho tóc quý vị bóng mượt, không bị gầu, không bị khô, không bị gãy, không bị rụng thưa quý vị. Đó là với cái chất Argan Oil của shampoo và conditioner nằm ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi có thuốc mọc tóc, gồm một hộp gồm có hai chai thôi thưa quý vị. Hai chai giúp quý vị tóc mọc sau hai liều này. Đó, hai chai thuốc mọc tóc của SK Nhật Bản. Thuốc nhuộm của họ cũng rất là đặc biệt, với thuốc nhuộm 3 trong 1 thưa quý vị, gồm có shampoo, conditioner và thuốc nhuộm màu 3-in-1 formula với 5 màu cho quý vị chọn lựa nhé. Hai loại kem collagen của họ cũng là hai loại rất là đặc biệt, với một loại đó giúp cho quý vị chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và một loại giúp cho trị nám, trị đồi mồi, trị tàn nhang và lông ben. Hai loại đều rất là tốt và là collagen giúp cho quý vị xài ban ngày ban đêm tuyệt vời. Xin gọi cho chúng tôi ở số điện thoại đang hiện trên màn ảnh với anh Kevin, anh Scott thưa quý vị, và vào website thưa quý vị, nếu quý vị muốn làm đại lý 50 tiểu bang với Huy Hồng Cao. Ngoài ra chúng tôi cũng có chương trình ở tất cả các chợ tại miền Nam California đều có sản phẩm này, SK Nhật Bản. Quý vị có thể, các tiểu bang có thể vào order online. Nếu mà order ít, order chỉ có 1 chai, 2 chai, 3 chai thì quý vị có thể order online ở trên website tantuquynh.com và gọi cho chúng tôi sẽ gửi hàng khắp nơi trên thế giới cho quý vị. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng của SK Invasion. Chị Linh, đây là một cái bản tin ở bên Anh đó. Người ta thí nghiệm đó anh, người ta đánh giá lại đó, cái mấy cái người mà trẻ sau này đó, khoảng chừng từ 18 cho đến 24 tuổi đó, hoặc là bây giờ là còn nó còn nhiều người nhiều tuổi hơn vậy nữa, là họ quen về sống với gia đình, họ không còn có một cái ý định mà sống độc lập một mình, tự mình coi như là có cái không gian riêng của mình sống riêng biệt đó quý vị. Tự vì họ nói rằng là sống với ba mẹ đó thì họ sẽ tiết kiệm được một tháng mấy trăm tiền nhà nè, rồi tiền ăn, tiền này tiền nọ. Tất nhiên là về ở với ba mẹ nhiều khi mình cũng đóng tiền phụ giúp cho ba mẹ, nhưng mà nó đỡ hơn nhiều. Và coi như là có nhiều người thì người ta nói sống với ba mẹ đó nó có những cái tình cảm ấm áp đồ này kia hơn, chứ họ cũng không có còn thích sống, không thích ra riêng, không thích ra riêng như là những cái thế hệ trước nữa. Cái thế hệ trẻ sau này á, nó thích sống với ba mẹ hơn, đỡ tốn tiền, đỡ nhiều thứ. Không biết ở đâu, chúng tôi thấy là nhất là đối với cộng đồng Việt Nam mình là cái lớp trẻ như vậy cũng nhiều lắm. Cái này nhà ông anh em vui lắm, ông anh em á. Cái đó là người ta nói về lớp người ở người Tây đó. Nói chứ còn đó, Việt Nam mình á là cái đó là xưa giờ khỏi nói rồi. Ông anh em á là bốn đứa con sống chung với anh chị, em thấy vui lắm. Thời gian em thấy nhà lúc nào cũng đông đúc vui ghê á. Trong khi chị Mỹ Linh đó, con của chị đó, nó không có chịu ở chung. Tùy mỗi đứa. Dạ, mỗi đứa rồi, em cũng nghĩ nhưng vậy. Mà phần lớn chỉ khóc lóc khi năn nỉ, chỉ coi như là chỉ làm đủ trò hết khi trơn nào đó, mà nó để bàn bạc. Khi nào mà nó cảm thấy ở nhà thoải mái thì nó ở. Chứ đừng còn có mà đi đâu, không có cảm thấy thoải mái. Mày đi đâu, đâu hoài. Mày đi mà khi đi sớm thì em khuya rồi lại khá vậy. Em không bao giờ em khó khăn với con cái. Cái này á là bù lại chăm sóc thái quá. Con ăn chịu nổi đi con. Con tắm chưa con? Con giặt đồ để đứa đẻ qua mẹ giặt. Rồi vớt sao con đưa đây, cái gì cũng làm hết á, chỉ là coi như là đến nỗi mà nó thấy bực mình luôn á. Nó chịu không nổi, nó phải ra riêng. Không phải, tự vì không phải là nó chịu không nổi. Nhưng mà cái chuyện á là nó không có muốn, nó không muốn em cực khổ. Và em không, nó nói là mẹ, nó bây giờ là mẹ phải sống cho mẹ đi. Mẹ đừng sống vì tụi con hay là gì. Người này người khác đừng sống cho ai hết. Tôi mà nói tới mẹ nó là nước mắt tôi chảy rồi, chứ tôi không có nói mà tôi còn cười há há vậy đâu nha. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình vậy á. Lưu hiểu lắm, chị con chọc em. Thiệt đó chứ. Tự nhiên có những người á, có những người gia đình ngon lắm, có những người con từ cha mẹ khắc nghiệt quá nên con mới đi, còn có những gia đình á chiều chuộng quá nên nó chịu không nổi nó cũng phải đi. Nó cần trưởng thành. Nó nói là tôi còn cần trưởng thành. Cái gì cũng vậy, vừa phân vừa phải ha. Vừa phân vừa phải thôi. Chứ không có phải mà cái gì cũng làm quá lố. Hôm tuần trước mình nói về vụ gì đó, làm quá lố, ăn quá lố hay tập quá lố đó, tập thể dục quá lố. Cái gì cũng vậy, vừa phải. Anh nghĩ cái chuyện nha, mình đang nói là cái chuyện là cha mẹ là bây giờ người ngủ nó có xu hướng ở với con cái. Còn ở Việt Nam đó, có nhiều cái hoàn cảnh gia đình đó là mẹ và bà ngoại đi bán con qua Trung Quốc để làm chồng cho người ta.
Có một cái chuyện này là thật sự là năm ngoái rồi, nhưng mà năm nay mới bắt lịch sử là con nhỏ này mới trốn về được. Có một con bé 13 tuổi thôi thưa quý vị, nó tên là người ta giấu tên, nó ở thành phố quê ở Kiên Giang. Sau khi được chính nhà chức trách Trung Quốc trao trả cho công an Cao Bằng đó, Cao Bằng là miền Bắc, đã tố cáo mẹ ruột và bà ngoại đã bán mình để làm vợ một người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc. Có những người tán tận lương tâm vậy đó, phải không? Sao người ta không nghĩ người ta thương con người ta ha, em hay không là hiểu cái hoàn cảnh người hoàn ta cùng cảnh nghèo quá thôi. Nói cho đúng là hoàn bây giờ cảnh có gì nghèo đi cảnh, em nói thiệt đó, có nghèo có đói đi nữa mình đâu muốn con mình khổ đâu. Tại sao là họ lại không có nghĩ tới con họ, em mẹ đó hiểu. Chỉ có 39 tuổi nha chị, còn bà ngoại chỉ có 67 tuổi thôi đó. 67 tuổi hả, nông nổi quá cỡ tôi mà. Rồi còn thêm hai người trung gian hai người trung gian đó là Nguyễn Thị Lài với là Triệu Thành Long nữa, coi như là mấy người đó, một người Kiên Giang, một người Trung Quốc, nhốt bắt coi như là đi. Môi giới nhau nào. Đem bán con đó. Cái chuyện á là chỉ có cái tin này, nó có một đứa bé này nó được về thôi, may mắn. Không biết bao nhiêu đứa, đúng rồi, đứa nhiều lắm anh ơi, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh. Em thấy em đọc báo đó, em thấy đó có nhiều cái cô bé đó mẹ cứ khuyến khích là đi qua nước ngoài để mà lấy chồng đó, mà bản thân cái cô này cũng không hề muốn. Cổ nói ở nhà cực khổ cũng được, cổ không muốn đi qua xa nước ngoài. Cô không hiểu cái gì hết đó. Có cái cô này đó em thấy đó, mà thực ra đó hình như bữa em có đưa tin rồi, ông chồng ngồi kế bên, nói ông chồng thôi cũng trẻ, cỡ ngang ngang nhau thôi à, mà không biết sao lấy cô này, hình như ở Hàn Quốc á. Thì cô này cũng trẻ lắm, nhưng mà cô nói cái điều duy nhất mà cô bị á, khó chịu và cô muốn đi về Việt Nam là sao, cô không biết tiếng Hàn Quốc. Và cô không có biết cái phong tục tập quán của người Hàn Quốc như thế nào. Cổ qua bển đó thì cổ thấy lẻ loi lắm, suốt ngày ngồi trên cái laptop nói chuyện về gia đình. Nhưng mà em thấy ông chồng nó cũng tội nghiệp anh, ngồi kế bên, ngồi nghe chờ cổ nói chuyện, cổ khóc. Ông chồng khóc. Nó người Hàn Quốc đó. Người Hàn Quốc mà em thấy trẻ măng à, trẻ lắm mà cứ ngồi hả. Bây giờ cổ nói bây giờ muốn đi về thì bên nhà chồng mới nói là bây giờ phải trả lại cho bên nhà chồng 60 triệu. Thì từ có 60 triệu đâu có bao nhiêu đâu. Thì chồng mới cho, nhà chồng mới cho cô này trở lại Việt Nam. Mà cổ nói cũng nhờ cha mẹ đi mượn chú bác cô gì này kia nọ đó, làm sao gom được 60 triệu để gửi qua bên này để cổ đi về. Nhưng mà bên gia đình có vẻ không có muốn, muốn cho cô này ở bên nước ngoài. Tội như vậy chứ hả. Mà em thấy cái đó em thấy tội chồng trẻ hơn. Em cũng thấy tội chồng trẻ nữa. Em đâu thấy nó quýnh gì đâu. Cô này cô nói nó không có đánh đập gì hết, chỉ có một cái là nó, cô cảm thấy ở trong nhà này cô lẻ loi quá, cô cô độc quá. Cả ba phía, phía gia đình của cô này, bản thân cô này với người chồng trẻ, cả ba đều đáng thương. Bên đó cũng đúng chán không? Lắm rồi. Gia bên đình nhà chồng thì là vì cái bắt của hoàn cảnh, người ta mong muốn cho con mình nó sướng hay sao đó, không biết. Đúng rồi. Còn đứa con gái thì dĩ nhiên chắc là nhiều khi cổ lại có tình yêu gì rồi. Và đây không phải là tình yêu thiệt của cổ. Cổ muốn thoát ra. Trong khi ông chồng thì đâu có lỗi gì đâu, ông chỉ là người để đấy, mà bây giờ ông là người phải lãnh những cái hậu quả là cái cô này cổ lạnh nhạt. Cái cô này thực ra cổ là cái người cổ bị gạt bán, gạt đi. Chứ cổ không phải là cái người mà không phải tự nguyện. Phải thích đâu. Thôi đem đọc quảng cáo cho hoàn cảnh nó nhẹ nhàng hơn. Thưa quý vị, bây giờ tiếp theo chương trình xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại Liên Phạm. Thưa quý vị, Liên Phạm là một nơi mà quý vị đến, nhất là quý vị tại miền Nam California đến rồi sẽ rất là vui, bởi vì chúng ta có tất cả những cái món ở Việt Nam mà chúng ta đang cần ở đây mà không thể nào mang qua được. Nói trường hợp thí dụ như quý vị biết là các loại muối nè, rồi sắn dây nè, rồi các loại cá tươi nè như cá rô đồng thì ở đây làm gì bởi tiểu bang khác không có, và chúng ta rất là khó ăn. Cá lóc đồng nè, rồi cá kèo tươi nè, cá chẽm tươi vân vân, và cá thu tươi nữa thưa quý vị. Đặc sản quê nhà ở đây là tất cả 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ cho bà con tại Hoa Kỳ. Liên Phạm luôn hứa là chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu và nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ. Có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi chi tiết xin liên hệ 714-453-7777, 714-453-7777. Địa chỉ là 10495 Bosa Avenue, Suite 105, thành phố Westminster, nằm trong khu Phở Thình và Hảo Vị Barbecue ngay góc đường War và Bosa. Quý vị tới đây mua đó sẽ thích thú với rất là nhiều món hàng mà chúng ta cần mua mà phải về Việt Nam mới có. Nhưng bây giờ ở đây có
Thí dụ như quý vị biết những chai mắm tương cà, mắm tôm, mắm cà pháo của Huế, của gì đó họ làm gọn lắm. Rồi dưa mắm mà của dưa mắm nè, dưa leo nè, dưa mắm dưa gan nè, tất cả đều có từng loại trộn sẵn mình về chứ ăn mắm cá cơm rồi nhiều thứ mà chúng ta vô rồi đó chúng ta sẽ mua là thấy cái gì cũng cần hết đó. Tức là tất cả các cái đặc sản Việt Nam. Đặc sản Việt Nam mà thứ mà chúng ta về Việt Nam phải hay đi bóc đem về đây. Không phải cần mà là thèm. Thèm đó, mua để dành đó thì tất cả những đồ này để lâu được nha quý vị. Quý vị nhớ gọi cho Liên Phạm nơi đây có nhận food stamp cho quý vị nhé. Tiếp theo là Lan Anh Kitchen cũng là một nơi cũng quý vị cũng trả bằng EBT tức là food stamp cho những sản phẩm, cho những thức ăn ngay tại đây rất là phong phú. Cái dàn thức ăn ở đây quý vị ăn từ mỗi ngày một món thì quý vị cũng phải mất 2-3 tuần để quý vị hết thưởng thức hết những cái món ở đây. Đầy đủ tất cả những món ăn từ bánh xèo, bánh khọt cho tới bún chả Hà Nội, mì xào, cơm cá hồi, cơm cà rô ti, cơm sườn, bún, rồi bún riêu, canh bún, rồi phở rất là ngon và bún bò Huế đặc biệt cực ngon. Bò kho cũng rất là ngon, cà ri, rồi những cái món đều là món ngon, bánh canh tôm cua thưa quý vị, và quý vị có thể đến đây ăn. Quý vị thấy cái party tray đó để mang về đó cũng rất là đặc biệt, từ cái nem nướng cuốn cho tới cái cải nhiếp, rồi chúng ta có rau má trộn với nem chua ăn gỏi, hoặc là quý vị có những món như chim cút roti vân vân và chạo tôm bọc trứng cùng với cúm dẹp nữa. Rồi quý vị có thể mua những cái party tray từ 10 người cho tới 20 người ăn 7-8 món đem về, chúng ta không cần phải tự làm bày biện ở nhà cho mất công, tốn chỉ 185 đồng, 251 và 315 đồng cho 20 người ăn, rất là đơn giản. Và chúng ta thấy chúng ta tiết kiệm, nhiều khi chúng ta có thể tiết kiệm tiền đem về nhà làm đồ ăn, nhưng mà cái công sức của chúng ta sau đó dọn dẹp mất và này kia và mua đồ ăn, mua đồ phụ tùng về làm có nhiều khi nhiều hơn đó. Đúng. Đó. Thí dụ như chúng tôi luôn mà hay mời đến ăn ha, chỉ cần ra mua 2 con lobster là mới có được 1 món à. Mình phải làm thêm nhiều món nữa mà tiền nó cũng cỡ vậy rồi. Chỉ khác nhau vậy thôi, nhưng mà ở đây có 7-8 món ăn, chủ yếu là vui. Lobster chi hoài phải không chị? Đúng rồi. Đâu có phải gặp có chị Lan cái là chị nói chị ngán. Không, tự nhiên em thích cho anh. À, nói tới quý vị biết không, bữa nay chúng tôi luôn phải nhắc lại được. Mua về mấy con lobster bự, để một phần rất rất là lớn, để qua một bên, đồ ăn sắp qua để một bên, gọi phone liên tục không thấy trả lời, và cuối cùng cái anh ấy anh nói là anh trốn luôn, không báo không gì luôn. Bất mà gì, sao gì, giờ gì, ai biết tên được không? À đó, tức nỗi căm tức của tụi em một lần đó là coi như là mời anh xong rồi tụi em lúc đầu còn ngồi chờ nữa chứ, ngóc mỏ ngồi chờ chờ anh tới, nhưng mà anh không tới, tụi em đành phải anh ăn cứ hẹn xong với rồi anh không tới chung tử lưu để cho anh nguyên một mâm đầy nhóc rồi luôn. Bây giờ thôi bây giờ thấy gì đó để đấy thôi, bây giờ trách móc làm gì thôi, bây giờ nỗi căm đi hờn. Đặt lại mâm nó cho tôi đi. Anh hài vui ghê. Thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến và kính thưa quý vị, Mark Marketing là công ty cung cấp giải pháp toàn diện cho business người Việt tại Hoa Kỳ với các dịch vụ máy cà thẻ, marketing và POS system. Đây là công ty có nhiều kinh nghiệm với 10 văn phòng đang hoạt động. Công ty đưa ra giải pháp tuyệt vời cho doanh nghiệp bằng cách giúp tiết kiệm lệ phí máy cà thẻ. Đặc biệt là công ty cam kết 100% giúp tiệm của quý anh chị lên vị trí cao nhất của trang Google. Một giải pháp vừa giảm được chi phí, vừa giúp tăng doanh thu, giảm tải công việc hàng ngày. Ngoài ra, công ty Mark Marketing còn nghiên cứu ra những phần mềm quản lý tiệm nail nhà hàng. Đối với ngành nail, phần mềm ABC Salon System đang được rất nhiều thương hiệu lớn sử dụng như là Milano Nail Spa, Nail of America, Magic Nail. Có những tiệm lên đến gần 100 thợ nail nhưng vẫn hoạt động rất ổn định. Và điều đặc biệt, đây là một trong những công ty người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ viết ra phần mềm dành cho F&B đầy đủ tất cả các tính năng hoạt động ổn định, có thể so sánh ngang hàng với những công ty lớn của Mỹ. Công ty Marketing mới ra mắt phần mềm dành cho ngành F&B như là nhà hàng, cà phê, trà sữa với chính sách vô cùng hấp dẫn như là miễn phí 6 tháng dùng thử, giảm giá hoặc tặng 100% máy POS hiện đại, thu mua máy cũ, đổi máy mới. Ở trên màn hình quý vị có thể thấy những hệ thống máy rất sang trọng và hiện đại cùng với nhiều tính năng hấp dẫn. Với giao diện dễ sử dụng, mất internet vẫn hoạt động được, và đặc biệt là có hơn 90 nhân viên kỹ thuật nói tiếng Việt hỗ trợ từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Công ty Mark Marketing rất tự tin sẽ mang lại nhiều giá trị cho quý đồng hương tại Hoa Kỳ. Quý anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại 844-448-6789 hoặc là vào website markmarketing.us để biết thêm chi tiết.
Và quý vị nhớ nói rằng xem chương trình này quý vị ủng hộ qua chuyện phố phường nha quý vị. Tất cả những cái dịch vụ đó Hồng Trung Tú Lưu đã xài được, tất cả website tantuquỳnh.com hay là máy cà thẻ vân vân, cái chương trình promotion lên Google, tất cả đều là do Mark USA đảm nhiệm. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị cái của Việt Face More. Thưa quý vị, Việt Face More xin giới thiệu quý vị tinh dầu thông đỏ 210 đồng một hộp, bự, được chiết xuất từ 100% từ lá của cây thông có tuổi thọ trên 100 năm, đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc, thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu và viêm thần kinh tọa. Một hộp 210 đồng, một hộp 210 đồng. Sản phẩm tiếp theo của họ, thưa quý vị, đó là hai con phượng, hoa hoàng bổ đáng, hai con phượng 60 viên, giúp cho quý vị ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho quý vị chống đột quỵ, giúp cho quý vị hết nhức đầu chóng mặt, giúp cho quý vị phục hồi sau đột quỵ. Và những người cao máu cầu mỡ có thể dùng để clean mạch máu của mình. Nhức đầu chóng mặt, rối loạn tiền đình có thể dùng, thưa quý vị, một hộp 300 mỹ kim 60 viên, hiệu của hai con phượng Samson, hai con phượng. Thưa quý vị, sản phẩm tiếp của họ đó là Max One Up. Thưa quý vị, Max One Up là một loại thuốc đặc biệt của USA, đặc biệt để giúp cho quý vị về cái phẩm chất của người đàn ông. Tất cả đàn ông trên thế giới đều phải dùng. Và chúng ta không nghĩ là đàn ông chúng ta đang mạnh khỏe thì chúng ta không dùng. Mạnh khỏe dùng để giữ cái sức lực như vậy và cái bộ máy nó vẫn trơn tru, thưa quý vị. Và còn tăng cường cái phẩm chất, xây dựng từ trong tủy sống đi lên, tăng cường chất lượng đàn ông, tăng cường chất lượng tinh trùng để chống vô sinh. Còn viên những người yếu ở sinh lý thì có thể dùng để mạnh và nó xây dựng từ từ cho quý vị. Một hộp chỉ có 40 đồng, 50 đồng 30 viên. Mua 2 hộp thì 40 đồng một hộp. Mua 3 hộp thì được miễn cước phí trên toàn nước Mỹ với giá 40 đồng. Việt Face More với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh và cái website vietfacemore.net xin trân trọng kính mời quý vị. À bây giờ thì anh Dũng có một cái chuyện cười nào không anh? Hết chuyện cười rồi. Dạ cho anh tìm tiếp á. Đang tìm nha. Đang lên tìm đi lát rồi nghĩ ra đã nhớ ra đã. Còn cái này là cái bản thân quên cái bản tin từ Mỹ quý vị. Cái cô này của tên là Brianna Spinella, cổ 24 tuổi, thì cổ xóa cái ứng dụng hẹn hò đó, người ta gọi là những cái trang web mà để hẹn hò đó luôn. Nhưng mà mà cổ nói rằng, và nhiều người người ta nghiên cứu về cái chuyện này, người ta nói cái giới trẻ bây giờ đó quý vị, họ cũng không thích hẹn hò ở trên những cái website đó nữa. Tự vì họ nói đó, một phần á là mất thì giờ. Nếu như mà những cái hồ sơ nào đó cho những cái người đàng hoàng thiệt sự rồi này kia, tốt, hồ sơ tốt này kia đó, thì bị dành thì không phải, nó dành cho những cái website hẹn hò có đóng tiền. Còn những cái website hẹn hò không có đóng tiền thường thường là tầm 7 hàng bữa đó. Hàng giả. Thành ra là cái cổ nó, mà phần đông lên nó cũng không có muốn mà gọi là tới để gặp mặt nữa. Nó chỉ nói lăng nhăng, nói cụi là trên đó vậy thôi. Nhưng mà hẹn gặp chưa chắc đã hẹn nè, chưa chắc đã hẹn thì được. Thì đó, không chịu hẹn lên nữa, không chịu gặp mặt nữa. Nghĩa là chứng tỏ là chơi chơi thôi đó anh. Nghĩa là gặp chơi chơi trên mạng, nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Chứ còn nếu mà mình đi tới thực sự, mình muốn gặp, cũng chịu tới. Cô xóa hết. À, cô này cô xóa. Và cô nói là, cô nói và nhiều người khác, người ta cũng công nhận theo cái tỷ lệ mà người ta tìm hiểu đó, thì người ta thấy bây giờ những cái ứng dụng hẹn hò này nó cũng không còn hot như cái hồi mới đầu nữa. Bây giờ người ta không tin nó nữa. Người ta nói là người ta không tin. Bên nhiều khi bị gạt gẫm rồi ha. Dạ đúng rồi, nó tầm bậy tầm bạ, nói chung là không có hay ho à chân á. Thành ra người ta bây giờ người ta muốn tìm tới những cái buổi hẹn hò thực sự. Ví dụ mình quen biết nhau, mình hẹn hò, mình gặp gỡ nhau, mình nói chuyện giống như hồi xưa mình vậy đó, nhau vậy đó. Chứ còn bây tức giờ là cho nó romantic chút xíu. Ông tôi cũng biết có một đúng vài rồi. Cặp người ta cũng hẹn hò trên mạng nhưng mà bây giờ cũng thành không hiểu tại sao này. Nếu mà hẹn hò trên mạng chỉ cần gọi video phone nhìn mặt nhau trước, nói chuyện trước. Nó không cho nhìn luôn à? Không cho nhìn luôn nha. Thì đó là lừa gạt rồi. Chứ nếu mà đã muốn quen thì gọi phone nhìn mặt nhau rồi nói chuyện. Bởi vì người ta mới nói tào lao. Từ. Có nhiều người mới vừa lên là người ta đã bỏ cái website luôn. Vừa lên người ta bỏ tại rất nhiều website, nhiều lắm. Có rất là nhiều cái chuyện mà sẽ hẹn hò với nhau được chứ đâu cần phải lên website mà hẹn mà đi tới gặp 10 lần hết. Ôi cũng khó không, lắm. Đối với những người... Em dễ lắm anh. Có người hữu duyên. Em dễ với lắm. Với người đào hoa nó khác. Dạ. Còn cái người em cũng thấy có nhiều người người ta muốn mà có luôn. À vậy hả?
Như Lưu thì quá nhiều rồi, Lưu khổ lắm. Có mặt ở trên mạng thường xuyên và coi như là có cả tỷ người ở trên đó yêu mến, ghê lắm. Đến nỗi mà cái giấc ngủ, từng miếng ăn giấc ngủ người ta cũng biết luôn nữa. Xin phòng máy chiếu vào cận cảnh luôn gương mặt của Lưu. Gương mặt khảo. Của Lưu đi cho tôi, cho tôi đỡ, cho tôi đỡ kể chuyện cười. Quý vị ơi, có một cái tin này quý vị cần phải biết nhé. Tức là cái chuyện ở bên Mỹ này thực sự đã xảy ra. Tức là quý vị nào mà không có khai sanh bản chánh đó thì phải cẩn thận. Vì có một ông gốc Việt ở Mỹ từ năm 1975, khi ông qua đây, ông đã đi làm và tới ngày lãnh tiền hưu, ông không có show được cái bản chánh của khai sinh mà chỉ là một cái bản phụ thôi. Thì ông đã bị nhà nước Mỹ không cho lãnh tiền hưu, không cho lãnh tiền an sinh xã hội, và ông phải kiện lên. Và bây giờ ông đang được, ông đã đưa lên kiện lên cả nhiều dân biểu luôn, thì để cho được giải quyết cho ông. Đây là một cái trường hợp của ông tên là Trần Quốc Hùng, làm việc ở Hoa Kỳ từ năm 75. Tiền thuế an sinh xã hội được lấy ra từ mỗi ngân phiếu trả lương của ông gần 50 năm. Nhưng khi về hưu thì sở an sinh xã hội từ chối cho ông lãnh tiền hưu vì ông không có giấy khai sinh gốc. Dù là nước Mỹ là quê hương của ông trong gần 50 năm, ông đến Mỹ từ năm 1975 nữa, nhưng mà ông lại không xin được cái tiền đó. Ông đi làm đóng thuế và ông đóng tiền hưu và đợi tới tiền về hưu thì ông không được lấy. Ông đã kiện cáo lên và ông đã đăng lên, ông đưa lên TV luôn, có nghĩa là ông nhờ TV, ông trả lời, ông nhờ một ông phóng viên tại đài KSLV để giúp đỡ. Và ở phóng viên này đã tìm thấy trên trang web của Sở An sinh Xã hội viết ra rằng không chấp nhận bản sao, chỉ chấp nhận bản thiệt thôi. Tốt hơn hết là chúng ta phải nên có khai sanh bản chánh, nhưng nếu không có được hồ sơ đó thì phải đưa ra, tức là mấy cái nhân viên sở đó là phải đưa ra những cái quyết định nào, những cái bằng chứng nào tốt nhất, nhưng mà ông không đưa được. Nhưng mà bây giờ đó thì các giới chức cho biết là họ sẽ cử một người ở văn phòng tiểu bang của ông Hùng này nè, là để giải quyết cho ông có được tiền an sinh xã hội, tiền hưu. Ông này người gì? Người Việt. Người Việt. Người Việt mình hả? Người Việt mình. Nếu mà không có bản chánh thì thường thường cái hồi mà đi vượt biên đó, tự nhiên là mất hết tất cả. Có nhiều thì bây giờ mình phải xin về Việt Nam lại, xin phụ lục. Cái không biết xin hả? Phụ lục cũng được đâu. Tức là lâu quá rồi. Không, phụ lục chắc được đó luôn. Lại cái bản chánh. Nhưng mà bây giờ thì qua câu chuyện này, quý vị nên chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết phòng khi hữu sự. Tức là nên có cái bản chánh. Anh có chuyện cười chưa? Hả? Có chuyện cười chưa? Có, nhưng mà nó không phải là chuyện cười, nhưng mà mấy cái câu này đố định đổ nghĩa đi, là hai đi. Bạn tôi đọc rồi mấy hai bạn định nghĩa nha. Yeah. Thí dụ như là nếu như mình không có đi học mà mình khoe là mình có học thì nó gọi là cái gì? Nổ. Không. Khoe khoang hả? Không. Nổ. Mình nổ. Không có đi học mà mình khoe là mình có đi học là gạt gắm, là học giả. Học giả. Còn quá. Cao tuổi mà vẫn còn đi học là học gì? Cao học. Thông minh quá. Ngồi trên lầu cao để học gọi là gì? Là cao học luôn. Cao lầu. Cao học. Thành ra là cái mà cao tuổi mà vẫn còn đi học không phải là cao học mà là bác học. Bác đi học. Bác học. Hay quá. Rồi bây giờ học mà không có làm gì được á thì gọi là học gì? Học giả. Không. Không phải. Học không làm gì được hết trơn. Thất học. Không. Có học mà. Học. Mà không làm gì được hết. Học. Học máu. học phí. Chi cho nó phí đó. Trời ơi. Rồi học đến mức quên cả ngủ là học gì? Học quên ngủ. Học. Học bơ, học mờ, học mớ. Học. Học hành. Không biết. Mấy ông technician ta còn biết kìa, học thức. Học mà quên ngủ. Con này nói hơi bậy, xin lỗi quý vị. Học mà đái ra quần gọi là gì? Học học ta. Té đái hả? Học kỹ. Học té đái. Học. Không biết. Tiểu học. Tiểu Thế bây giờ cái ngày tụ trường thì gọi là học gì? Học sinh. Ngày tụ trường. Ngày tụ trường là học học hữu. Sao mình ngu như vậy chị Linh? Sao em biết cái này chị? Là hỏi đột xuất. Ngày tụ trường thì mình đi vô trường đó. Không phải. Học là mình đi vô học. Vô.
trời ơi, cái đó làm sao ai còn nữa, còn mấy câu nữa nè, tôi hết giờ đi, hết sao nghĩ ra được, học hết lớp 7 thì gọi là gì, thất học, đó hay quá, thôi được rồi đó. Cái này tôi cũng lụm ở trên Facebook á, nhiều cái vui vui kia. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Công ty của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là gương mặt đại diện, với chỉ 2 sản phẩm thôi vẫn đang sale 20% off cho quý vị từ đây cho đến lễ Mother Day. Thưa quý vị, đó là gì? Đó là bộ kem dưỡng da của Nguyễn Hồng Nhung, gồm có một hộp collagen, thưa quý vị, và một cái hộp tế bào gốc 5 chai làm từ nhau thay cừu do 8 bác sĩ Hàn Quốc thực hiện riêng cho thẩm mỹ viện Image Beauty, giúp cho quý vị tái tạo làn da mới, giúp căng da bóng da, giúp cho những cái da hư hỏng bị trở lại xinh đẹp, giúp cho quý vị mà gương mặt thon gọn trắng và chống nếp nhăn. Đây là một loại rất là đặc biệt, đang sale 240 đồng, giá gốc là 300 Mỹ Kim. Ngoài ra bộ thứ hai, nếu quý vị bị nám nặng, nám đàn đồi mồi nặng, tàn nhang nặng, thì chúng tôi có bộ thứ hai 3 chai để dành cho quý vị với giá 320 Mỹ Kim, đang sale còn 256 Mỹ Kim, giúp cho quý vị trị nám, trị đồi mồi, trị tàn nhang. Xin liên lạc với cô Tracy Nguyễn số điện thoại 714-709-222 để quý vị có thể làm đại lý, và hoặc là quý vị có thể tư vấn về dịch vụ căng chỉ da mặt collagen vàng, giúp cho quý vị trẻ đi 20 tuổi, 30 tuổi trong vòng vài tiếng đồng hồ, tăng cho quý vị sự tự tin, yêu đời, và quý vị thấy rất là yêu đời và vui vẻ nữa. Thưa quý vị, tự nhiên mình trở thành trẻ sau khi những nếp nhăn đã được giãn ra hết, rất là tự nhiên và an toàn. Ngoài ra họ còn có những dịch vụ thẩm mỹ khác do các bác sĩ Hàn Quốc thực hiện. Quý vị muốn mua sản phẩm xin vào website tantuquynh.com, hoặc là quý vị gọi cho chúng tôi 714-612-7309. Chúng tôi sẽ gửi hàng đi khắp thế giới cho quý vị. Riêng trung tâm Thúy Nga tại Canada có những sản phẩm này, nên quý vị chụp cái hình, lấy số phone trên màn ảnh để gọi về Thúy Nga Paris Canada. Tiếp theo thì hát nhân sâm, thưa quý vị. Hát nhân sâm thì như lệ thường mỗi ngày, chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị hát nhân sâm Wellcrown. Anh cầm giùm em cái này đi. Thưa quý vị, chúng tôi luôn cầm đây là hộp sâm nước. Quý vị càng già càng bệnh càng yếu, càng bị bệnh mệt mỏi, quý vị càng bắt đầu xuống sức khỏe, cảm thấy mình bắt đầu down the hill, chúng ta cần phải dùng hát nhân sâm. Tại sao phải dùng hát nhân sâm? Là bởi vì hát nhân sâm là một loại linh dược được chưng cất 10 lần từ những củ sâm 6 năm để có, và cao mỡ, cao máu, đau tim đều dùng được, nên nó rất là ưu điểm và nó vẫn giữ những cái chất lượng là ngăn ngừa ung thư, tự nhiên nó ngăn ngừa ung thư, giữ gìn hàm lượng đường trong máu, không có bị đau tim, không có bị ảnh hưởng bởi tim mạch, và giúp cho quý vị ngăn ngừa cúm A, ngăn ngừa, giúp cho tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sinh lực. Tăng cường trí nhớ dùng cho các bạn trẻ đi học mà không có quên thuộc, không có nhớ bài đó, tức là khó tiếp thu đó, thì quý vị các bạn cũng có thể uống hát nhân sâm của chúng tôi. Hãng Wellcrown có 3 loại: cao cốt của chị Trang Thanh Lan hay dùng, sâm nước chúng tôi luôn hay dùng, và sâm bột của chị Mỹ Linh hay dùng. Chị Linh chia sẻ chút xíu sâm bột đi. Cái sâm bột á, Mỹ Linh là uống tất cả các loại sâm rồi quý vị. Sâm bột, sâm nước của chị Trang Thanh Lan, sâm mật ong, sâm nào Mỹ Linh cũng uống hết. Nhưng bây giờ ngừng lại sâm bột uống thời gian. Sau này em hay uống sâm bột là vì sao? Em hay uống cà phê. Mà sâm bột này nó rất là tiện cho cái mình uống cà phê, mình cảm thấy nó đậm đà hơn. Anh Dũng biết không? Tại vì sâm nó có vị đắng, rồi cà phê nó cũng có cái vị đắng, cái vị thơm, cái hương thơm của cà phê, rồi nó cộng với lại cái vị đắng của hai thứ, nó làm cho mình cảm thấy cà phê mình nó đậm đà hơn. Mỹ Linh rất thích uống nó với cà phê. Và sâm này là sâm lát tẩm mật ong, thưa quý vị, sâm lát tẩm mật ong, để quý vị có thể không thích đắng đó, thì nhai sâm này đi chơi cũng mang theo những cái hộp nhỏ nhỏ, bên trong một hộp có 10 lát, một hộp bự 100 lát 100 đồng, cái này 150 đồng và hộp bự hơn, giúp cho quý vị chống say sóng, chống mệt mửa, ói mửa vân vân, và giúp cho quý vị khỏe mỗi ngày luôn, tỉnh táo luôn. Và chúng tôi cũng có hát nhân sâm nữa, là hát nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi, là đây là hàng hot sale của chúng tôi, quý vị đã dùng quen rồi, và mua những sản phẩm chất lượng của chúng tôi ngay tại Tân Tú Quỳnh, nhập thẳng từ Hàn Quốc, giúp cho quý vị không những là chỉ mạnh khỏe mà giúp cho quý vị tốt da, tốt gan, và làm cho hết đồi mồi, tàn nhang và nám nữa. Thưa quý vị, đây là loại mà rất là nhiều người đã dùng. Thưa quý vị, chị Tâm Restaurant đó cũng là một người dùng, là cái da mặt rất là đẹp, một hộp 4 chai. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có sâm đông trùng hạ thảo và hát nhân sâm, một hộp 4 chai 1 kg, sẽ giúp cho quý vị những người bị hư tỳ, hư phế, yếu thận, hoặc là những người yếu sức khỏe, chống mặt, những người già không có đủ sức khỏe, thì dùng loại hát nhân sâm này rất là tốt. Một hộp 4 chai, thưa quý vị, với
giá là 500 Mỹ Kim, thưa quý vị, mỗi chai thì nó nặng là 250 gram, cái lượng cao cốt hắc nhân sâm và đông trùng hạ thảo bên trong. Đây là một loại rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng có loại combination 5 trong 1, thưa quý vị, gồm có 3 hộp cao cốt và 2 hộp bột. Loại này của Hàn Quốc chúng tôi mới nhập vào, và thưa quý vị, với giá là ở bên Hàn Quốc chúng tôi thấy bán 800 đồng, 800 Mỹ Kim một hộp, nhưng tại đây chúng tôi đang sale với giá đặc biệt 699 đồng và tặng một cái chai Dubai trị giá 75 cho tới 100 Mỹ Kim. Nên quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Và cuối cùng là chúng tôi xin giới thiệu là một loại sâm nam nữa, một loại sâm nam anh Dũng cầm cái sâm nam này đó, nó giúp cho quý vị rất là khỏe mạnh, nhất là quý vị đàn ông nha. Ngoài ra chúng tôi còn có sâm nữ nữa, sâm nữ là sâm hoàng hậu, nhưng mà riêng sâm nam này nó giúp cho quý vị tăng cường sức khỏe về sinh lý cho những người yếu sinh lý, gồm có sâm hoang dã, hắc sâm và hạt mắc-ca cùng nhiều các loại hạt khác để giúp cho quý vị mạnh và rất là mạnh mẽ nha quý vị. Một hộp 300 Mỹ Kim và chúng tôi cũng không còn nhiều, chỉ còn một ít thôi. Và chúng tôi cũng có sâm hoàng hậu thì để giúp cho những người bị tiền mãn kinh, nó có thể giúp cho quý vị, phụ nữ đó. Dạ. Rồi chúng tôi đang sale đặc biệt sâm tứ quý 4 cái vô 1, gồm có nhân sâm, nhung hưu, mật ong chúa và nấm linh chi, cho quý vị khỏe mạnh, cho những người chúng ta yếu sức cũng dùng khỏe mạnh đó. Thì đang sale một cái hộp như vậy đó, là có chúng tôi đang sale đến quý vị là 120 đồng một hộp, nhưng mà mua 2 tặng 1, chúng tôi chỉ còn vài phần thôi. Quý vị có thể liên lạc, cái này cũng có thể tặng quà cho người thân, chúng ta có thể dùng rất là tốt nha quý vị. 240 đồng mà được 3 hộp luôn, rất là rẻ, hộp sâm đến từ Hàn Quốc. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Tân Tú Quỳnh, trước hết là chúng tôi luôn phải nói là chúng tôi có một cái hệ thống gọi là mấy bữa nay chúng tôi ít nói là công ty Can Colorado Food đó, dù là không có quảng cáo trên cái giờ Việt Phê nữa, nhưng mà quý vị cần các loại trà đó, trà dược thảo như là trà tiểu đường, rồi trà NI để giúp cho đừng có bị ngứa trong người, rồi trà SI cho những người bị ngành nail khô vân vân, khô tay, khô chân, nứt tay, rồi chúng tôi có trà dành cho những người bị tuyến tiền liệt, bị sưng, rồi trà dành cho những người bị nám mặt, hết nám mặt, rồi chúng tôi có trà dành cho những người yếu gan hoặc là muốn giải rượu, là trà XO, rồi trà gàm cho mỡ trong máu, rồi trà hạ huyết áp vân vân. Nhất là trà tiểu đường đó, chúng tôi bán rất là đắt, và bởi vì nó giúp cho quý vị giảm lượng đường, uống từ 3 gói cho đến 12 gói là hết luôn tiểu đường đó, thưa quý vị, giảm xuống bằng không luôn. Đó là những loại rất là đặc biệt. Và 3 loại đông trùng hạ thảo, Black Cordyceps tức là đông trùng hạ thảo đen. Quý vị cũng nhớ rồi, 3 trùng loại đông trùng hạ thảo đen đó, nó có 3 cái hộp, mỗi hộp có 6 chai, mỗi chai 100ml. Và quý vị thấy rằng loại 1 đó, mỗi loại giúp cho quý vị mỗi cái tác dụng khác nhau. Loại 1 dành cho những người yếu, những người bị say sẩm, bị yếu sức vân vân. Loại 2 dành cho những người yếu sinh lý, hư thận vân vân. Và loại 3 dành cho những người bị ung thư, mà chúng tôi có những người khách bị ung thư đó. Cô đó, cô muốn là lên TV phải nói cho cô, cho quý vị biết, cô tên là cô Linu, cô nữ ở bên Pennsylvania, ở thành phố Upper Darby, một thành phố tại Pennsylvania. Cô muốn nói cho quý vị biết rằng cô bị ung thư não, cô không ăn uống gì được, và top lại còn có 30 mấy ký, càng ngày càng xuống, và cô rất là mệt. Nhưng từ khi cô uống cái đông trùng hạ thảo đen mà của công ty Can Color Food là cái loại số 3 đó, thì cô đã khỏe lại, cô ăn lại được và cô khỏe lên. Cô nói là phải báo cho mọi người biết rằng cô rất là tin vô cái sản phẩm này. Đó là những sản phẩm chúng tôi có. Và quý vị cũng nhớ rằng chúng tôi cũng có rất là nhiều loại sản phẩm, chẳng hạn giống như là cái loại Colon này nè. Colon là một loại mà để quý vị đừng có bị táo bón đó nha, quý vị không có nhuận trường đó, quý vị dùng cái loại này rất là tốt. Nó không có bị tào tháo đuổi, mỗi ngày dùng một viên đó, chúng ta đi rất là dễ dàng và thoải mái. Nó giúp cho ngăn ngừa ung thư đại tràng, và nó giúp cho quý vị thải độc hết trong cơ thể, giúp cho quý vị không bị sình bụng, chướng bụng, rất là tuyệt vời luôn. Mà phải nói là chúng tôi chưa bao giờ thấy một cái loại detox nào mà tốt giống như Colon, thưa quý vị. Rất là dễ xài, và thứ nhất nó không có cho mình bị tào tháo đuổi, nó không có làm cho chúng ta bị nặng nề quá, nó rất là nhẹ nhàng với mỗi ngày một viên thôi, thưa quý vị. Rồi chúng tôi cũng có những cái loại mà antioxidant mà giúp cho quý vị nhiều lắm về cái bổ tim đó, bổ tim mà làm thông thoáng tim đó, thì hai loại hạt chia và nhầu noni đều tốt. Chưa kể là nó giúp ngăn ngừa ung thư và giúp giảm tiểu đường, và nó giúp cho nhiều cái sức khỏe. Và viêm khớp, đau khớp thì cái nhầu noni này nó cũng giúp cho chúng ta được
giảm cái viêm khớp, đau khớp rất là nhiều. Hai loại dầu noni và hạt chia chúng tôi cũng có. Đó là những loại mà chúng tôi ít giới thiệu mà hôm nay giới thiệu đến quý vị. Rồi chúng tôi cũng có những dầu gội đầu 5 trong 1 để giúp cho tóc mọc, tóc khỏe, tóc không rụng, vân vân. Rồi dầu trụ gội đầu trị gào. Rồi chúng tôi có những loại thuốc mọc tóc của Hoa Kỳ, giống như là The Best of Ground Hair Serum 70 đồng một chai. Và hai chai được miễn cước phí, nhưng với một liều chỉ một chai thôi, tóc quý vị sẽ mọc từ 3 tuần, sau 3 tuần cho đến 6 tuần. Đó là những loại dược thảo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có đông trùng hạ thảo, đặc biệt Extra Strength 1000mg, tức là nó rất là mạnh thưa quý vị. Đây là thuốc viên quý vị có thể dùng. Và Tibet Cordyceps The Best của Tây Tạng thưa quý vị. Và với một hộp chỉ có 90 đồng và mua 3 được tặng 1. Tất cả những loại hạt chia hay là những loại cây 88A88 chúng tôi đang có chương trình sale. Mua 3 tặng 1. Quý vị có thể vào website tantuquỳnh.com để xem. Và có thể hoặc là gọi cho chúng tôi số 714-612-7309. Ở đó, trên website đó chúng tôi cũng có giới thiệu về cái chai SD thần kỳ này. Thì quý vị cũng nhớ rằng SD thần kỳ chỉ cần quý vị nhỏ lên tay một giọt chà cho nó khô, rồi nhỏ lên tay một giọt nữa chà cho nó khô, sau đó quý vị uống một ly nước vô thì 800% cái tuyến nội tuyến tố của người 20 tuổi đã vào hoạt động, giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống một cách diệu kỳ luôn. Và quý vị sẽ thấy rằng những cái bệnh mà đau nhức đau khổ vì tối nằm lưng thấy xót, lưng đau gối đau chân, mỏi gối chồng chân này kia, hoặc là mất ngủ đó thì đã hết, vọt bẻ cũng hết, và trào ngược axit dạ dày cũng hết, rồi mắt giật miệng méo vì stroke vân vân cũng hết, và bị gao, nhất là những người bị gao hoặc loãng xương, chân xương sẽ càng ngày càng mạnh mẽ lên. Và đây trong đây là một trong những người, một trong những loại dược thảo mà giúp cho loãng xương vô cùng tốt luôn. Chúng tôi luôn có một người bạn đó, chị Diệu Chi đó, chị bị đụng xe 10 năm rồi, mười mấy năm rồi, chị không đi được luôn. Anh biết chị Diệu Chi không, trong cái cộng đồng hay đi lắm, chị không thể nào chỉ dùng giày cao gót được, không thể nào mà mặc đồ đầm được luôn. Coi như là chị rất là yếu ớt, là tự vì đụng xe nặng quá, đụng xe mà gãy xương tùm lum hết đó. Vậy mà chị dùng cái này mà cái xương của chị khỏe lại mạnh hoài, là hôm nay chị đi được. Chị vẫn bị, từ mấy năm nay đó chị mang giày cao gót và chị mặc đầm tung tăng, phải không? Trở lại. Không những vậy có người yêu mới nữa, có người yêu luôn, có người yêu mới này kia, chứ coi như là hạnh phúc luôn. Vậy là tin mừng rồi. Đó, chị là một người trong những người rất là tốt, và chúng tôi luôn luôn có những loại dược thảo rất là đặc biệt. Quý vị có thể vào trang web tantuquynh.com. Chúng tôi còn nhiều thứ lắm chưa giới thiệu, chẳng hạn như là trầm hương vân vân, hoặc là phân vi sinh AGN giúp cho quý vị trái cây nhiều, rồi gạo cái muỗng vàng, lạp xưởng Lào, lạp xưởng Cô Nóc rất là ngon, cũng như lạp xưởng mai quế lộ, mật ong và nhiều thứ nữa. Quý vị cứ vào trang web tantuquynh.com rồi quý vị thêm tại miền Nam California, đến với tiệm Tân Tú Quỳnh 9583 Bonsa Avenue. Tại Việt Nam có số phone của cô Vân. Tất cả những loại dược thảo mà của Tân Tú Quỳnh đều có tại đây, và tức là những loại dược thảo quan trọng đó thưa quý vị. Và Thúy Nga Paris Canada cũng có những sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Đây là một cái người Trung Quốc. Cái ông này tên là Quang. Ông này cũng có một cái niềm đam mê á, là coi như giải cái thuật toán xổ số đó. Tự vì ông nói là dứt khoát là trong cái xổ số đó người ta phải có cái thuật toán mà mình sẽ khám phá ra cái điều đó. Mình khám phá ra cái dãy số trúng nó sẽ nằm như thế nào. Ông này mỗi tháng ông bỏ ra 2.000 nhân dân tệ để mà mua xổ số. Và mỗi đêm ông đều thức từ 2 sáng cho tới 5 giờ sáng để tính toán các cái thuật tính mà của cái đó. Coi cái đường đi của các con số thế nào rồi, để ông đoán ra số trúng. 49 tuổi rồi mà ổng bị một cái tai nạn lao động, người ta mới đền bù cho ổng khoảng chừng 50.000 đô la. Không, 50.000 đô la đó nha. Thì thay vì lấy cái tiền đó người ta dưỡng già sống, người ta cho nó không có, ổng lấy tiền đó, ổng bỏ nhà ra đi. Ổng xuống một cái gầm cầu, ổng ở đó. Xong cái ổng mỗi ngày ổng tốn tiền mua vé số về, xong tối ổng ngồi ổng dò, ổng coi, rồi ổng đếm coi cái số nó như thế nào nghiên thế nào. Và ổng nghiên cứu. Và bây giờ ổng nói, ổng tuyên bố là ổng đã nắm được cái thuật toán đó rồi, và ổng sẽ cho xuất bản 4 cuốn sách nói về cái thuật toán xổ số đó. Ủa sao ổng mua cho ổng trúng? Y chang, có một ông phóng viên hỏi ổng là tại sao ông không dùng cái thuật toán đó ông mua xổ số cho ông trúng. Cái ổng nói không, tôi không muốn làm cái chuyện đó. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thuật toán này cho mọi người mua sách của tôi và coi như là nghiên cứu cái thuật toán đó. Vậy là chắc nhiều khi là thiên cơ bất khả lậu. Không phải đâu. Ông không nói ra là ông khôn lắm. Ông muốn bán sách. Em nói thiệt với anh đó, chính là ông muốn bán sách thôi. Đúng không? Nhưng mà ông bán sách đắt không? Ai biết được à. Nhưng mà quý vị ơi,
cái mà thiên cơ bất phả lậu, có một người đó, có một người trên thế giới này đặc biệt chúng tôi lâu biết đó, là họ ông đã đoán số trúng hết đó, ông David Copperfield, ảo thuật gia nổi tiếng của thế giới trước đây diễn ra thì có những cái quyền bí mà ông có những cái quyền bí lắm mà ông đã từng cho 7 số, những con số một số trúng đó, ông cho ông niêm phong lại cái số đó và của ai với ông sở sổ số của Đức, của Germany, và số số Germany đưa ra mấy năm sau mới mở ra đó, 7 số đó ra luôn, trúng 7 số đó luôn, coi như là đúng y chang như ổng luôn. Nhưng mà lưu cái đó có thiệt không lưu? Ông David Copperfield thì em có thể tin. Không, tại vì chị thấy có nhiều cái nói về ổng lắm, em cũng có coi, nhưng mà điều em nói ủa sao kỳ vậy ta, tôi chịu nói thật. Thôi kệ, tôi lâu lâu mình có một vị thần thánh nào đó sống thực ở dưới thế gian này đi, để mình mơ mơ màng màng. Bữa nay số số cũng lên cũng mấy trăm triệu, 700 mấy triệu rồi. Có một hai cái thôi, chỉ có hai cái số số 500 mấy và 700 mấy đã lên hơn 1 tỷ rồi. Mà em cứ đi đường, anh em có mua vé số đều lắm, nhưng mà em cứ đi đường em nói chứ thiếu, nếu mà em trúng số em sẽ làm gì hết với số tiền này, phải không? Đương nhiên, cái chị cũng em, nghĩ vậy. Không, nhưng mà luôn luôn em nghĩ tới những chỗ nào em sẽ giúp đầu tiên, những chỗ nào em sẽ giúp đầu tiên, những chỗ nào em sẽ đặt tiền ở đó rồi em làm sao em có bảo cái đảm. Ông đó ông nói đó, khi mà mình chuẩn bị đi trúng số, mình đừng có nói là mình trúng xong mình sẽ đi làm từ thiện, mình để giúp chỗ những chỗ đầu tiên giống vậy. Tại vì chưa chắc những cái chỗ đó là người ta đã được hưởng cái phước để mà nhận những cái tiền đó, thành ra mình nói giúp những cái chỗ đó là chưa chắc mình đã trúng. Thì thà là mình trúng rồi mình hãy đi, mình đi hãy nghĩ sao phải đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà người ta nói là cái phước, cái đức của cái chỗ đó chưa có đủ như vậy. Chẳng hạn như giờ tôi nói tôi mà trúng được 200 ngàn thì tôi chia cho Mỹ Linh 20 ngàn, cho Trung Tư Lũ 20 ngàn vậy đi. Mà hai bạn không có vậy, không có vậy, chết trẻ toàn là tính trước vậy không à. Đúng rồi, đúng rồi, anh Dũng nó hay đó nha. Bây giờ không dám tính thôi đâu, chỉ tính một chuyện là chú đứng cái đại diện Phê TV. Trời. Cái đó là chưa đổ nghề mà đem hàng thủng, người ta cũng cho đúng luôn. Anh nói anh nghĩ vậy không? Anh có bây giờ em nghĩ là mua đứt cái đài Việt Phay chỉ để là làm chơi cho nó giống như ý thức mình vui vậy đó ha. Không, giữ những cái gì đó nó tốt nhất, rồi mình coi như là tự gì. Quý vị biết một cái đài bây giờ đó là khó nhất đó, là cái tài chánh của mỗi đài mà sống còn đó. Chúng tôi sống còn là phải nói là chúng tôi rất là nể cái coi như là ban giám đốc đài cũng như là cái những cái người cổ đông trong đài này đó, họ chịu đựng lắm để cho cái giờ phát hình, phát thanh, phát hình của chúng tôi vẫn còn ngồi đây và nó vẫn còn đều đều. Bởi vậy quý vị càng nghe càng ủng hộ chúng tôi và nhất là ủng hộ Tân Túc Quỳnh. Quý vị có biết không, cái đó là sự thật. Hiện nay nếu quý vị theo dõi để ý đó, những cái đài TV, những cái đài truyền hình địa phương đó, lần lượt nó co cụm, nó giảm bớt, giảm luôn. Ngày xưa rất là nhiều đài, nhưng mà bây giờ mấy chục đài, các cái đài nhỏ nhỏ nổi tiếng luôn, những đài nổi tiếng cũng dẹp luôn chứ còn gì nữa. Nhiều lắm chứ. Thật ra là rất là khó. Thôi quý vị ơi, hết giờ rồi, hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 tuần này. Còn chuyện để nói mà. Không, hết giờ rồi. Hết rồi, không cho nữa thôi. Đến kỳ sau đi anh. Em nghĩ là như chị Lan chị báo cho em á, chị những công việc của chị rất là bất ngờ, chị xuất hiện xong rồi chị biến, thì chị hiện chị biến. Okay. Nên có thể là anh còn phải làm cho tụi em thêm hai bữa nữa đó nha. Và thưa quý vị, một lần nữa xin hẹn quý vị vào thứ 6 tuần này với chương trình Đa Ca Nhạc đặc biệt. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ có chị Trang Thanh Lan xuất hiện. Xin chào. Xin kính chào quý vị.